đó là biến cố kinh khủng nhất đời em. Nếu thiếu may mắn một chút nữa thôi, em đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Và thực sự nếu lúc đó không có mẹ, không nghĩ đến mẹ, em đã biến mất khỏi cuộc đời này. Ba em qua đời sau một cơn bạo bệnh. Khi đấy mẹ phải bán tất cả tài sản có được của gia đình để chi trả viện phí cho ba. Thời điểm đó em và mẹ rơi vào cảnh túng thiếu nhất. Em và mẹ phải đi ở trọ. Chẳng bao lâu sau đấy thì mẹ em cũng rơi vào cơn bạo bệnh. Thời điểm đó em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền nên em dừng việc học của mình và cố gắng tìm tất cả việc làm có thể để mưu sinh, chi trả tiền trọ cũng như lo thuốc thang cho mẹ. Em mơ ước một ngày nào đó mẹ có thể vui khỏe vui sống với em như bao gia đình bình thường khác. Vì thế trong đầu em lúc nào cũng thôi thúc phải kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Em mơ ước em và mẹ cũng có một ngôi nhà riêng như bao người. Và em có thể đưa mẹ đi du lịch khắp đó đây để mẹ có thể hưởng một cuộc đời hạnh phúc với em. Em mong muốn bù đắp lại những thiệt thòi, những khổ cực khó khăn mà bấy lâu nay mẹ đã phải gánh chịu. Thật sự em không nghĩ những tin nhắn, những lời dụ dỗ ngon ngọt của chị ta đã đẩy em vào cạm bẫy khủng khiếp như vậy. Khi đấy chị ta hứa hẹn với em đủ điều tốt đẹp. Chị ta hứa sẽ đưa em lên thành phố đi làm với một công việc thật nhẹ nhàng và lương rất cao. Với số tiền đó em có thể chữa bệnh cho mẹ, em có thể mua nhà, mua đất, có thể đi chơi, có thể bù đắp và có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ. Mai có xe để tụi nó qua biên giới đó. Lo mà trông coi cho cẩn thận đó.
Em thoát khỏi đó với một thân xác đau đớn rã rời và nỗi tủi hổ vô cùng. Đó là một điều tồi tệ khủng khiếp. Em nghĩ em không còn mặt mũi nào để nhìn mẹ. Nếu hôm đấy em không cố gắng thoát khỏi nơi kinh tởm ấy, có lẽ em đã bị bán vào động mại dâm hoặc trở thành nạn nhân của thương vụ buôn bán nội tạng. Em thực sự không dám nghĩ tới điều đó nữa. Dạ, chị yên tâm nha chị.